vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thanh này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 12 tháng 3 năm 2011 địa điểm Học viện Tịnh Tông Úc Châu tập 320 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 376 Hàng thứ sáu Đếm từ dưới lên Chí ư thuyết pháp giả thị hà thân Chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này Chí ư thuyết pháp giả thị hà thân Cứ di đà sớ sao ý Thuyết pháp giả đương thị ứng thân Nhiên diệt kiềm bảo như quán kim dân lục hợp dạng ức na do tha hằng hà sa do tuần chi thân tác thị bảo thần thuyết pháp sớ sao hữu dân hữu vị thuyết pháp thì ứng thần bảo thần hữu vị tam thân tề thuyết các tùy cơ kiến Cách nói này Rất hợp lý Về mặt lý luận mà nói Thì ba thân đều thuyết pháp Đây là Tiếp tục nói rõ về Kim hiện tại thuyết pháp Phật A-di-đà thuyết pháp ở thế giới cực lạc Xưa nay chưa hề dừng nghỉ Nếu quý vị muốn hỏi Dùng thân nào để thuyết pháp Mọi người đều biết Phật có ba thân Là Pháp thân, Bảo thân, Ứng thân Pháp thân không có tướng Nhưng nó có thể hiện tượng Có thể hiện tất cả tướng Như Hoàng Nguyên Quán nói Xuất sanh vô tận Trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói Năng sanh dạng Pháp Đó là Pháp Thân pháp tân là pháp tánh pháp tánh hiện tướng gọi là pháp tướng pháp tánh và pháp tướng là một không phải hai giống như lấy vàng làm đồ trang sức thì mọi thứ đều là vàng như vậy có thể nói Tất cả hiện tượng đều là Pháp Thân Như Lai Quý vị phải đặc biệt chú ý hai chữ Như Lai này Trong kinh điển Đại Thừa Xưng chư Phật là từ tướng mà nói Xưng Như Lai tức là từ tánh mà nói Nên chúng ta biết Pháp tánh biến khắp mọi nơi Pháp tướng cũng không ngoại lệ Pháp tướng chính là Pháp tánh Nên chúng ta có thể nói Tất cả Pháp tướng đều là Pháp thân của Như Lai Ở đây dẫn chứng một câu trong sơ sau Cá tùy cơ kiến Câu này nói rất hay Cũng có nghĩa là căn tánh của ta như thế nào Sẽ thấy hình tướng chư Phật Bồ Tát không giống nhau Từ đó cho thấy Chúng ta có thể chứng minh Cảnh tùy tâm chuyện Tâm Bồ Tát Nhìn thấy Pháp Thân là tướng Bồ Tát Là tướng Phật Hiện tâm Tâm thanh tịnh Nhất định thấy ứng thân Báo thân của Như Lai Nếu là tâm tham Sẽ thấy tướng ngạ quỷ Tâm sân hận nhất định thấy tướng địa ngục Không có tướng nhất định Tướng tùy theo ý niệm mà chuyển Tâm như thế nào sẽ nhìn thấy tướng như thế đó Đều là pháp thân như lai Đều là tự tánh biến hiện Thông thường chúng ta thường hỏi về thế giới cực lạ Thế giới cực lạ có tứ độ Có tam bối cửu phẩm Mỗi cấp bậc không giống nhau Nên Nhìn thấy tướng Phật cũng không giống nhau Thông thường nói Cõi phạm thánh đồng cư nhất định thấy ứng quả thân cõi phương tiện hữu dư cũng là thị ứng quả thân tuy là ứng quả thân nhưng trong đó sự thắng liệt không tương đồng bồ tát trong cõi phương tiện thấy phật a di đà chắc chắn tướng thù thắng hơn cõi đồng cư nhìn thấy Đây là đạo lý nhất định Cõi thật báo Nhất định thấy là Pháp Thân Như này Trong quán kinh loại. Phật hiện cao đại thân Lục thập dạng ức na do tha Hằng hà sa do tuần chi thân Thân tứ này chúng ta không cách nào tưởng tượng được quá cao lớn Đây chắc chắn là Bồ Tát cõi thật báo thấy Vì sao? Bởi trong cõi thật báo đều chứng được báo thân Thân Phật A-di-đà cao lớn như vậy Thân của mọi người cũng cao lớn như vậy Nên không có gì lạ Họ thấy thật sự là thân bình đẳng Cảnh giới này tùy theo trí tuệ Thần thân đạo lực của mỗi người Mà hiện ra tưởng bất đồng Nên đây là báo thân thuyết pháp Sớ sao hữu dân Sớ sao là của liên trì đại sư Hữu dị thuyết pháp Thị ứng thân bảo thân Tất cả đều nói thông suốt Trong mười pháp giới là ứng thân Cũng chính là quại đồng cư và quại phương tiện trong cõi thật bao khẳng định là báo thân hữu vị tam thân tề thuyết điều này có thể nói được ba thân đều thuyết pháp biện pháp giới hư không giới cổ nhân thường nói sơn hà cho đến đại địa đều hiện thân như lại đó chính là pháp thân tất cả hiện tượng hiện ra đều là giúp chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng. tăng trưởng trí tuệ nâng cao cảnh giới vấn đề là ở chỗ chúng ta có biết như vậy hay không thôi tục ngữ có câu nội hàng kháng môn đạo ngoại hàng kháng nhiệt nào Nội hàng chính là người biết Người biết thì nhìn tài năng Ngoại hàng là người không biết Người không biết thì nhìn sự đồng đúc Mười pháp giới y chẳng trang nghiêm Người không trong nghề chỉ là xem náo nhẹ Nhưng người trong nghề đều biết Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không có pháp nào không phải Phật pháp Thanh tựu chúng sanh Siêu nghiệp chướng Đoán phiền não Khai trí tuệ thành Phật đạo Phải là người trong nghề mới có thể nhìn ra được Nhà nghề nghĩa là sao? Y theo giáo quận trong kinh điển Đại Thừa Thật sự rất đơn giản Buông bỏ phân biệt chập trữ Chính là người trong nghề Khởi tâm đồng niệm Phân biệt chập trữ Là người không trong nghề Người không trong nghề là sao? Dùng tâm luân hồi Nhìn đường luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Chịu quả báo luân hồi Đây là không trong nghề Nhà nghề thấy luân hồi lục đạo Đều là Bồ Tát Đạo Giúp mình và người Tiêu nghiệp trường Tăng trí tuệ Chứng bồ đề Cảnh giới không thay đổi Dùng tâm không giống nhau Đạo của Phật Bồ Tát Đạo của Thánh Hiền luôn ở chỗ dùng tâm chúng ta dùng tâm như thế nào để sinh hoạt dùng tâm như thế nào để học hỏi dùng tâm như thế nào để đối nhân sự thế tiếp vật đối với sự dẫn hành của giảng vật trên toàn vũ trụ tự nhiên có cảm ứng không giống nhau Pháp bảo ứng tam thân tề thuyết Tam thân thị hiện Các tùy cơ kiến Sợ kiến bất đồng Tam thân tề thuyết Tức thuyết pháp giả Tuy thị ứng thân bảo thân Thực tế mà nói Cũng có pháp thân ở trong đó Thật vì kim pháp thân hỷ Rời pháp thân thì làm gì có báo thân và ứng thân Đây là nói về thuyết pháp Sơn hà cho đến đại địa Không có gì chẳng thuyết pháp Hữu vô lượng vô sự Bồ Tát thanh văn chi chúng cung kính di nhiều cực lạc thế giới a di đà phật tam thân thuyết pháp tính chúng bao nhiêu vô lượng vô biên vô tận vô số đây là những người trong quốc độ mười phương chư phật định thế giới cực lạc Đệ cầu học Có hàng trời người Có bậc nhị thừa Có bậc bồ tát Cung kính dây quanh Dây quanh nghĩa là thân cần học phật học đạo học thánh hiền ta có thể đạt được mấy phần có thể học được bao nhiêu hoàn toàn ở chỗ do ta có tâm cung kính hay không có tâm cung kính sẽ thật sự đạt được không có tâm cung kính tuy dây quanh bên cạnh phật a di đà nhưng không đạt được lợi ích nào cả mọi người chúng ta đều dây quanh phật nghe phật thuyết pháp nhưng mỗi người có sự cảm nhận không giống nhau Có người nghe giảng kinh thuyết pháp khai ngộ Có người đại triệt đại ngộ Có người chứng sơ quả Có người chứng tứ quả Cũng có số ít người Có thể triệt để buông bỏ Những điều họ đạt được trong đại thừa giáo Gọi là đốn xạ Họ lập tức buông bỏ Không có chút lưu luyến nào Buông sạch tất cả Minh tâm kiện tịnh Họ đã thành Phật Có rất nhiều ví dụ ngày xưa khi đức thế tôn ngồi thiền định dưới cội bồ đề đã minh chứng cho chúng ta ở trung quốc lục tố huệ năng của thiền tông nhân vật số một này cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy nên những điều này là thật không phải giả Tại sao họ làm được còn người khác thì không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tâm cung kính chân thành không giống nhau. Ngài Huệ Năng có 10 phần tâm cung kính chân thành. Không hề có chút nghi ngờ nào. Tâm cung kính này xuất hiện lúc nào? Tôi nói với quý vị là mọi lúc mọi nơi Xưa này chưa từng gián đoạn Xưa này chưa từng mất đi Quý vị đọc kỹ lục tổ đàn kinh xem ngài đã đối với ai không cung kính lục tộ đối với việc gì không cung kính chúng ta sẽ hiểu chúng ta bình thường nói cùng kính đến giảng đường nghe kinh phải cùng kính đối diện với phật bồ tát phải cùng kính cũng xem là không tệ nhưng quay đầu đối mặt với đại chúng lại không biết cùng kính thì cung kính đó là giả không phải thật vì sao bởi thật sẽ miên diện không thay đổi thay đổi là không phải thật Đối xử với oán thân trái chủ Đều phải cung kính Giống như đối với Phật vậy Phải thật tâm Chân thành cung kính không hề thay đổi Đối với yêu ma quỷ quay Cũng không thay đổi Cũng là cung kính Đối với loài bò Bay ngựa chạy Cũng cung kính như vậy Như vậy mới là tâm cung kính Thật sự hiển tiền Mới có thể vừa nghe Đã đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tăng Nếu tâm cung kính không sanh khởi Thì sẽ không học được điều gì cả Thánh nhân trồng thị và xuất thị vàng Vậy chúng ta câu đầu tiên chính là cung kính Nhưng chúng ta lãng quên Quý vị xem Thánh nhân trong thế gian Tác phẩm lệ kỳ của mấy ngàn năm trước Câu đầu tiên nói Khúc lệ viết vô bất kim Không có gì là chẳng cung kính Đối nhân, đối sự, đối vật Chẳng có việc nào là không cung kính Thánh nhân quân tử trong thế gian Trong Phật Pháp Quý vị thấy rất nhiều nghi thức xoam hội Câu đầu tiên là Nhất tâm đẳng lệ Nhất tâm cung kính Đều là những câu như vậy Đối tượng là ai? Đối tượng là tất cả con người sự vật Trong biến pháp giới hư không giới Chúng ta cần phải dùng tâm cung kính như vậy Để xử sự đối nhân tiếp vật Dùng tâm cung kính này Để học Phật Pháp Học tập Thánh hiền Mới có thể thật đạt được Nên nói đến hai chữ cung kính này Thật không dễ Nhưng hai chữ này là then chỗ quan trọng Chúng ta một đời tu học thành tựu nhiều ít Đều ở trong hai chữ này Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Một phần cung kính được một phần lợi ích Hai phần cung kính được hai phần lợi ích không phải ở bên ngoài không phải ở người khác mà hoàn toàn là ở chỗ chính mình ta có mấy phần tâm cung kính điều đó không liên quan đến ai cả Chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền Chỉ có thể khuyến khích chúng ta Đem chuyện này nói cho chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch Phải tự chúng ta thể hiện Tự mình không thể hiện được tâm cung kính Thì không có chút phần lợi ích nào cả Quý vị xem các nhà khoa học nói với chúng ta Đưa ra một số liệu căn cứ Ngày nay trên địa cầu này Tổng số nhân khẩu Khoảng trên dưới 65 ức Tổng nhân khẩu 65 ức Một phần trăm căn số bậc 2, Tức là khoảng 8.000 người Nếu trên thế gian này có 8.000 người Đầy đủ tâm chân thành cung kính thì thế giới này sẽ không có thiên tai trận động đất hôm qua ở nhật bản sẽ không phát sanh đây là lời chân thật tuyệt đối không phải giả giới khoa học khẳng định sức mạnh ý thức tập thể rất lớn Chúng ta không thể tưởng tượng được Loại năng lượng lớn này Có thể hóa giải xung đột Có thể hóa giải Những thiên tai trên địa cầu Điều này nói rõ Địa cầu có nhiều thiên tai như vậy Là do người thiện trên địa cầu quá ít Chưa đến 8.000 người có rất nhiều người nghe rồi dũng Khi rất đáng được người kính phục tôi đến tôi đến gia nhập thêm vào một trong tám ngàn người đó nhưng hỏi quý vị quý vị có mấy phần tâm cung kính tôi có mười phần tâm cung kính tôi chân thành cung kính nhưng đối xử với oán thân trái chủ không có chút cung kính nào vẫn hận họ thấu xương như vậy chứng tỏ cung kính đó là giả không phải thật phải luôn ghi nhớ rằng nhất thiết cung kính nhất tâm đảnh lệ nhất tâm nhất thiết đó nói cách nào Câu đầu tiên trong lễ kỷ nội Vô bất kính Vô bất kính đó phải nói như thế nào? Đây là tiêu chuẩn các nhà khoa học đưa ra số liệu căn cứ 8.000 người là muốn tiêu chuẩn như vậy. đối mặt với một đống phân bò cũng phải cung kính, giống như đối với Phật vậy, nhất định không có chút tâm khinh mạng nào. Vì sao? Bởi đó cũng là tự tánh biến hiện, tự tánh chính là Tỳ Lô Giá Na Phật, có thể không cung kính sao? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Tâm ở đây là chân tâm Tất cả Pháp là chân tâm sở hiện Chân tâm sở sanh Có thể không cung kính sao? Còn có thể đi khắp nơi nói mình là độc tôn chăng? Chúng ta dùng tiêu chuẩn này để đo lường mới biết. Tám ngàn người là quá khó. Trong Phật Pháp, nhưng số Phật nói ít hơn so với các nhà khoa học nói Các nhà khoa học yêu cầu 8.000 người Phật yêu cầu mấy người? Bốn người Bốn người là một tăng đoàn Tăng đoàn này là Thực hiện viên mãn lục hòa kính Là tăng đoàn lục hòa Tăng đoàn này ở đâu Thì tất cả thiên tài Đều được quá giải Quý vị có đồng ý tham gia vào tăng đoàn này chăng? Tăng đoàn có hai điều kiện quan trọng nhất là Kiến hòa đồng giải Và giới hòa đồng tu Như thế nào là kiến hòa đồng giải? Lục căng đối với cảnh giới lục trần Thật sự làm được không khởi tâm không động niệm là hòa tức kiến hòa đồng giải đây là người như thế nào Dùng tiêu chuẩn trong kinh Hoa Nghiêm để nói Thì bốn người này là hàng sơ trụ của viên giáo trở lên không phải là người phạm bốn người này ở cùng nhau là chuyển phàm thành thánh đến đâu để tìm một người cũng tìm không thấy vì sao tìm không thấy bởi chính mình chưa thành tựu nếu chính mình lục căng đối với cảnh giới lục trần mà như như bất động không khởi tâm không đồng niệm thì mới có thể tìm thấy chính mình chưa đến trình độ này thì đó đều là vọng tưởng như vậy làm sao có thể tìm được đây là tiêu chuẩn của đại thừa chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống hạ đến thấp nhất thấp nhất là gì là sơ tín dị trong thập tịnh bồ tát đây là thấp nhất Thấp nhất cũng phải làm được Phạ tử tướng mà trong kinh kim càng nói Không chấp trước ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Thật sự đã buông bỏ như trong Kim Kim Càng nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Như vậy là sơ tính dị Trong thập tính dị của viên giáo Là năm nhất của tiểu học Chỗ chúng ta ở Mặc dù vẫn có thiên tai nhưng không lớn Sẽ không có tai hại nghiêm trọng Vì sao? Chúng ta là người có phước báo chân chánh Người có phước ở đất phước Đất phước thì người có phước ở Có phước báo Thì có thể chuyển cảnh giới Chuyển cảnh giới thứ nhất Cảnh giới và thân thể của chúng ta Là thân mật nhất Bên ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân Bên trong là lục phủ ngũ tạng mỗi khí quản mỗi tế bào đều bình thường bình thường chính là mạnh khỏe tật bệnh là không bình thường tật bệnh có sợ hay không không sợ tâm trạng chỉ cần bình thường tế bào không bình thường tự nhiên khôi phục trở lại bình thường đây là tâm lý trị liệu nhưng thực tế mà nói mọi người đều không biết một người bị bệnh tìm bác sĩ điều trị bệnh được chữa lành phải chăng là cách trị liệu này có gì hay nói với chư vị không phải là lòng tin đã trị lành nó tôi tin bác sĩ Tôi tin phương pháp trị liệu y học Tôi tin tưởng thuốc này Tôi đối với họ mười phần cung kính Không có chút hoài nghi nào Nên thật sự có hiệu quả Là tâm lý trị lành bệnh Dù bác sĩ có giỏi Thuốc men có tốt Nếu không có niềm tin với họ Hoài nghi họ Thì thời gian trị liệu có dài cũng không có hiệu quả Sau đó ta mới biết rằng Y học trị liệu thật sự có được kết quả Là tâm lý mạnh khỏe Tôi nói lời này Là 30 năm trước khi ở mỹ tôi cùng bác sĩ người mỹ có thảo luận về vấn đề này bác sĩ này đồng ý với cách nhìn của tôi bác sĩ là người trung quốc làm việc trong ngành y ở mỹ lúc đó tôi bị ho nên đến ông ta khám bệnh ông ta thừa nhận đây đều là những gì trong kinh điển đại thừa các bậc thánh hiền dạy bây giờ con người gọi những điều này là quyền học không dễ sanh khởi lòng tin Tính tâm không sanh, Đương nhiên đối với nó sẽ không có hiệu quả Mấy năm trước Tôi nghe được thông tin về Sơn Tây Tiểu Diện ở Trung Quốc Hơn 40 người bị ung thư Bác sĩ tuyên bố Ngừng trị liệu Theo dự kỳ thì số người này Nhiều nhất chỉ có thể sống được 3 tháng Đồng nghĩa với tuyên bố tử hình họ cũng may là số người này đều niệm Phật Mặc dù bác sĩ đã tuyên bố Còn ba tháng nữa là thời kỳ mình diễn diễn ra đi Nhưng trong kinh di đà nói Nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày Thời gian ba tháng rất dài Chắc chắn còn kịp nhất tâm niệm Phật Ba tháng sau thân thể ngày càng tốt Hoàn toàn tương phản với dự kỳ của bác sĩ Đến bệnh viện kiểm tra lại thì hoàn toàn lành mạnh Bác sĩ cảm thấy rất kinh ngạc Hỏi họ dùng phương pháp trị liệu gì Không có phương pháp Chỉ có nhất tâm niệm Phật Không nghĩ đến bất cứ điều gì Vì tuyên bố thọ mạng chỉ có 3 tháng Con nghĩ gì? Không nghĩ gì cả Một lòng chỉ muốn giảng sanh thị giới Tây Phương cực lạc nào ngờ họ vẫn còn thọ mạng mà. Thọ mạng vẫn còn Nên Phật không định tiếp dẫn Không phải một người mà hơn 40 người Từ đó cho thị Ý niệm thật sự quyết định tất cả Chúng ta hoàn toàn khẳng định Không còn hoài nghi Trong kinh Phật nói Chế tâm nhật sự vô sự bất biện Chỉ sợ tâm loạn Quá tạp Giọng niệm quá nhiều Điều này đối với thân tâm mạnh khỏe của mình chữ ngại rất lớn Tâm phải tịnh Thân phải đồng Thân là cơ khí Nên cần phải vận động Không vận động Nó sẽ bị rỉ xét Thân phải vận động Tâm phải tịnh Bây giờ con người hoàn toàn tương phản Thân nên phải vận động Họ lại không vận động không nên vận động là tâm thì tâm luôn luôn phải động hoàn toàn đi hướng ngược lại như vậy thân tâm họ làm sao có thể mạnh khỏe đạo lý là ở chỗ này trong phật pháp chẳng những có đạo dưỡng sinh mà còn có con đường phát tài Y theo giáo huấn trong kinh Phật Thật sự được phát tài Tôi nói là thật sự phát tài Như thế nào là thật phát tài Số mạng không có tài Họ đạt được của cải Nên gọi là thật phát tài Số mạng họ có tiền mà đạt được tài bảo Đó không phải là phát tài Số mạng có Tại sao trong số mạng có vì đời trước có tu Nên đời này đến hưởng phước Đời trước trọng nhân thì đời này hưởng quả Đời trước không trọng nhân thì đời này đến đâu để tìm Đời trước trọng nhân gì? Bộ thị Trong kinh Đức Phật dạy rất hay phật dạy bố thí tài được tài bảo càng thí càng nhiều trên đời này có được dạng ức tài sản đại phú gia sở hữu nhiều tài sản như vậy Ít nhất cũng bố thí đến 10 đời Mới tích lũy được của cải lớn như vậy Nếu họ hiểu được đạo lý này Dùng của cải của họ đi cứu tế một quốc gia Một khu vực nếu bố thị thì tài sản sau đó được tăng lên nhiều lần Không những của cải đến mà quả báo cũng rất tốt đẹp Đời sau là quốc dương của quốc gia đó, khu vực đó Vì sao? Nhân dân cảm ơn Đức Mà quý vị đã bố thị Nếu ta dạy họ tốt Đó là trí tuệ bộ thị Quan tâm định cuộc sống của họ Là bố thí vô ủy Thì quả báo đạt được là của cả Thông minh trí tuệ, mạnh khỏe trường thọ Là người đại phước báo Trong lịch sử Trung Quốc Chúng ta thì một người là hoàng đế Càn Long Phước báo của ông ta Đứng về mặt quả báo mà nói Thì phước báo của ông Đời trước Ít nhất là trên 10 đời 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 kiếp kiếp Tu ba loại bố thí này vì cả ba loại bố thí này ông ta đều đạt được Khi ông ta làm hoàng đế Sửa tứ khố toàn thư Sửa đại tạng kinh Đây là bố thí Pháp Đối với tất cả chúng sanh Trên toàn thế giới Quả báo đạt được là đại trí tuệ chúng ta học phật như vậy mới thật sự hiểu được những đạo lý này quan trọng nhất là y giáo phụng hành phải thật sự thực hành hy vọng quả báo của chúng ta có thể giống như phật a di đà vậy Tương lai thành tựu cũng là vô lượng vô biên Vô tận vô số Bồ Tát thanh văn Cung kính dây quanh Cung kính dây quanh này không phải là vinh dự của mình Có tâm niệm vinh dự chính mình là sai Sẽ bị đọa lạc Lại khởi tham sân si mạng Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút trần. Đó mới là phước báo chân thật. Chỉ cần có một chút đắc ý là sai. Là phiền não khởi hiện hành. Phiền não khởi hiện hành Thì trí tuệ bị chướng ngại Phước đức bị chướng ngại Phước bao không bị chướng ngại Nhưng phước báo hưởng hết rồi Thì không còn nữa Điều này không thể không biết Đại chúng trong thế giới Tây Phương cực là Số lượng rất nhiều Nói thật thì Đức Phật cũng không điềm hết Nhân bỉ độ thánh chúng vô lượng Phục hữu thập phương tiên giảng Lễ cận thỉnh pháp chi thánh chúng Diệt dài vô lượng không phải phát tâm chân thật giảng sanh định thế giới cực lạ Giảng sanh định thế giới cực lạ là chúng thường trú của thế giới cực lạ Không phát tâm giảng sanh Nghe định danh hiệu của Phật A-di-đà Nghe định công đức của Phật A-di-đà đến để tham học trứ đến đột xuất Số người đó cũng không ít Rất đông Cũng vô lượng Tất giai di nhiễu Bỉ Phật tọa hạ Nhất tâm cung kính thính Phật thuyết Pháp Ở trước là cung kính dây quanh Nhưng ở đây là nhất tâm cung kính Như vậy mới đạt được lợi ích chân thật Pháp sư thuyết Pháp Không có đạo đức Không có tu Trên bộ dạng nói năng bậy bạ Như vậy có thể đối với họ nhất tâm cung kính chăng Nếu có thể thật sự nhất tâm cung kính Thì bất kể ngồi trên đài là phá giới phạm trai Tạo nhiều tội ác thì ta cũng đắc được chánh pháp. Ta nghe họ thuyết pháp mỗi câu đều là chánh pháp. Vì sao? Bởi cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh giới bên ngoài tùy theo tâm ta mà chuyển. Trong tâm đối với pháp sư này không cùng tin, không để họ trong mắt. Thì dù họ là Phật A-di-đà tái sanh cũng vô dụng Cũng không đạt được phần lợi ích nào Họ là yêu ma quỷ quái Mạo xưng một vị tỳ kheo để thăng tòa thuyết pháp Nhưng ta nhất tâm cung kính Những gì ta đạt được là chánh pháp của Như Lai Đây đều là sự thật Không hề giả cảnh tùy tâm chuyện mình là chủ tể vũ trụ chủ tể của tất cả không phải người khác làm chủ tể mình đây gọi là phật pháp đại thừa nên phật pháp đại thừa không có vấn đề gì chẳng giải quyết được Đạo lý là ở chỗ này Pháp thị và xuất thế gian khó Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ cầu xin người khác Cầu xin người khó Phật Pháp không cầu xin người Chỉ cầu chính mình Đức Thế Tôn chưa từng cầu xin người khác Chư Phật Bồ Tát cũng chưa từng cầu xin người khác Lịch Đại Tổ Sư cũng chưa cầu xin người khác Chỉ nghe nói có người đến cầu họ Chứ chưa nghe nói họ đi cầu người khác Những điều này chúng ta đều có thể hiểu Phẩm này chúng ta giảng đến đây Mời quý vị xem phẩm bên dưới Giai nguyện tác Phật đệ thập Đề mục của phẩm này rất thù thắng Giai nguyện tác Phật Chúng ta xem chú giải Phẩm đề của Hoàng Niệm Tổ Bổn phẩm Duy kiến Ư ừ, hán ngô lưỡng cổ diệp Trong phẩm này có hai ý nghĩa quan trọng Nhất giả A xà dương tử đẳng Giang kinh quan hỷ phát nguyện thành Phật Như A-di-đà Phật Thích tôn tức vị chứng minh Kinh gian này có hai đoạn Đây là đoạn thứ nhất a xà dương tử Lúc Đức Phật giảng Vô lượng thọ kinh Họ là tính chúng Sau khi họ nghe xong Kinh vẫn chưa giảng xong Khi nghe đến đoạn này Nghe nói Pháp Tạng ở thế giới cực lạc thành Phật Thành Phật chưa bao lâu Mới chỉ có thời gian 10 kiếp Và hiện nay đang nói Pháp Họ nghe đến đây liền sanh tâm quan hỷ Phát đại nguyện Tôi cũng muốn làm Phật Giống như Phật A-di-đà vậy Đức Thế Tôn đã chứng minh cho họ Nguyện này có thể thực hiện được chăng? Được Thị di khởi phát ngã đẳng Kim nhược đắc văn thử kinh Diệt đương như a xà dương tử Phát khởi đại nguyện giả A xà dương tử Và đồng bạn Không phải là người phạm Họ cũng là Phật Bồ Tát Quá thân thể hiện đến để gợi ý cho chúng ta giúp đỡ chúng ta khiến chúng ta nhìn thấy tấm gương tôi thì chính mình cảm động cũng muốn phát tâm muốn giống như họ vậy giống như a xà dương tử vậy quyết định phát tâm cầu sanh tịnh độ sanh đến tịnh độ phật a di đà hỏi người định thế giới cực lạc gặp ta là muốn cầu điều gì Con muốn xin Phật thu nhận con làm đệ tử Để theo Ngài học tập Phật A-di-đà cũng gật đầu quan hỷ A-sa dương tử không phải như vậy Ông đến thế giới cực lạc là để làm Phật Hy vọng được giống như Phật A-di-đà Phật A-di-đà nghe càng quan hỷ hơn Người ở trước là đến học tập Nhưng người này định là để lấy bằng tốt nghiệp Đến là tốt nghiệp Nên nhờ tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thật không thể nghĩ bàn Đệ nhị Phật thuyết thị chư dương tử Dĩ ư vô lượng kiếp trung hành Bồ Tát Đạo Quá khứ sanh trung tức Phật đệ tử Cố kim phục tướng trực Thử biểu nhất thiết chư Pháp bất ly nhân duyên tất cả pháp đều có nhân có duyên có quả có báo nhân duyên quả báo thì xuất thế gian pháp cũng không tách rời định luật này trong nhân gì thì gặp được duyên đó Nhân gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Nên những người này trong quá khứ là đệ tử của Đức Thế Tôn. Lần này Đức Thế Tôn thị hiện thành Phật lại gặp được họ chứng tỏ những người này thiện căn sâu dày trong này hiển bày cho chúng ta một thông tin là tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều không tách rời nhân duyên quả báo thật sự hiểu rõ ràng minh bạch rồi việc gì trên thế gian này là quan trọng nhất trong thiện nhân là quan trọng nhất cớ thiện duyên là quan trọng nhất thiện nhân thiện duyên rất nhiều vậy nhân nào mới là quan trọng nhất giúp chúng sanh giác ngộ là quan trọng nhất quý vị thì chư phật như lai là không làm việc gì khác chỉ chuyên môn làm việc này điều này là thật không phải giả Cuộc đời của Đức Thế Tùng giảng Kim giáo hóa Là Pháp Bổ Thị Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang Quý vị đọc rất nhiều Ví dụ trong Kinh Kim Cang nói Bổ Thị Bảy Báo trong Thế Giới Đại Thiên Cũng không bằng gì người khác nói bài kệ bốn câu Bài kệ bốn câu là Pháp Bổ Thị bố thí bậy bao trong thế giới đại thiên cũng không hơn được vì sao bố thí bậy bao chỉ có thể giải quyết vấn đề vật chất cuộc sống vật chất của họ quá khổ bố thí vật chất khiến họ sống thoải mái hơn nhưng không thể giác ngộ không thể giác ngộ chính là không thể cải thiện tự ngã phải dựa vào người khác Như vậy mới là khổ Nên Đức Phật không làm việc này Suốt cuộc đời chỉ chuyên môn tận lực dạy học Bộ thị Pháp Trụ thị dạy học 49 năm Vui vì điều này mà không thấy mệt nhau Ấn Quang Đại Sư đặc biệt thị hiện cho chúng ta thấy Thị hiện như thế nào? Thị hiện không có duyên dạy học Ngài là người Sơn Tây Nên giọng nói rất nặng Giảng kinh một số người nghe không hiểu Ngài đã dùng phương pháp gì? Dùng văn tự Dùng thông tin, dùng văn tự Dạy học rất thành công Ngoài 70 tuổi mới ra Hoàng Pháp Trước 70 tuổi đọc sách Ngài thể hiện như cổ nhân nói Hậu tích bạc phát Quý vị xem 70 công lực vừa phát ra sức mạnh rất lớn. Ngài hoàng pháp chỉ 10 năm, 80 tuổi viên tịch. 10 năm, 10 năm thành tựu. Trong 100 năm này, bất luận là tại gia hay xuất gia, chưa có người nào có thể vượt hơn ngài. thật quá vĩ đại người mộ danh định thân cận ngài rất đông sau khi nổi danh cúng dường cũng nhiều cúng dường cho ngài ngài không hưởng một đồng một xu nào cả Vẫn mặc y phục cũ kỹ của mình Vẫn ăn rau củ như bình thường Mọi thứ cúng dường Đều là ngày dạy Chỉ làm một việc là in kim bồ thị, ngài đem tiền người ta cúng dường, thành lập một xưởng in ấn, tự mình in sách, xưởng in ấn này ở chùa Báo Quốc Tu Châu, gọi là Hoàng Quá Xã, đây là sự nghiệp của ngài, cũng chính là của thập phương cúng dường in ấn kinh luận Năm 1977 Lần đầu tiên Tôi rời Đài Loan Đến Hồng Kông Giảng Kinh Lần đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng Giảng Kinh Lăng Nghiêm Hai tháng trước ở nơi Thư viện Phật Giáo Trung Hoa Của Đàm Hư Pháp Sư Vì ở nơi Thư viện thì trong thư viện cất giữ sách hoàng hóa xạ của ấn quan đại sư rất đầy đủ Tôi vô cùng quan hỷ Vì thầy giáo của tôi là Lý Bính Nam Là học trò của Ấn Quang Đại Sư Tôi gọi Ấn Quang Đại Sư là Sư Tổ Có phần cảm tình này Mới biết được sự nghiệp vĩ đại một đời của Ngài đây mới thật sự gọi là Một môn thâm nhập và quân tu lâu dài Lâu lâu các nơi có thiên tai như khô hạn, lục lội Có thiên tai như vậy Ngài cũng cứu trợ Tiền cứu trợ từ đâu mà có Lấy ra một ít từ trong khoản tiền in ấn kinh Để cứu trợ Chủ chốt là in ấn kinh Còn các sự nghiệp khác là phụ Điều này nói lên một điều Tiền chuyên dùng Có thiên tài lượng Có thể lấy ra vài ngàn Trong số tiền dùng riêng Lúc đó là đồng tiền Rất quả giác Tôi nhìn thấy trong hộ quốc Tức tài Pháp hội ở Thượng Hải nói Lấy trong khoản tiền in kinh là 3.000 đồng để cứu trợ thiên tai Đây đều là làm gương cho chúng ta Gợi ý cho chúng ta Chúng ta nên biết phải làm cách nào sau khi tôi xuất gia học Phật Hoàn toàn học Ấn Quang Đại Sư Đây là thầy lý dặn dò tôi Khi tôi học với thầy Thầy rất khiêm tốn nói với tôi Thầy có thể dạy tôi 5 năm, năm Sau 5 năm Thầy sẽ giới thiệu cho tôi một vị thầy Để theo học tập Tôi nói ai vậy? Ấn quan đại sư Ấn quan đại sư không còn nữa Làm sao học với ngài? Văn sao còn Nên thầy Lý tặng tôi bốn cuốn Ấn quan đại sư văn sao Hai cuốn chính Hai cuốn việt tiệp đây là lúc sớm nhất 60 năm trước Hiện nay đã tập trung toàn bộ Tất cả là một tập bảy cuốn dày như vậy Đọc sách Ngài Y giáo phụng hành Chính là đệ tử của Ngài Nên tứ chúng đồng học cúng dường cho tôi Tôi dùng 80% Thậm chí 90% Đưa dùng vào việc in ấn kinh sách Đại tạng kinh chúng tôi sắp được 10.000 bộ Tứ khố toàn thư Chúng tôi in 100 bộ Tứ khố hội yếu Chúng tôi in hai trăm bộ Quý vị đồng tư nên nhớ Về sau Không nên đưa tiền cho tôi Tôi đã lớn tuổi Còn đưa tiền để tôi làm những việc này Quý vị không ngại sao Có tiền quý vị tự đi làm Cần gì tìm tôi tôi đã lớn tuổi làm việc đến đây là dừng tôi không muốn làm nữa nên không cần tiền không phải sách Phật nhưng đối với đại chúng trong xã hội có lợi ích có ưu điểm thật sự cũng nên làm cũng nên in như tôi hiện nay trong xưởng in ấn Có 10.000 bộ xuất bản Là quần thư trị yếu Của đường Thái Tông Tôi đã in 10.000 bộ Bộ sách này Tôi hy vọng giúp toàn thế giới làm cách nào để trị xã hội tốt Trị quốc gia tốt Trị thế giới tốt Triều đại nhà đường Là triều đại hưng thềm nhất Nên chính trị thời này rất tốt Chính là nhờ bộ sách này Chúng tôi muốn đem bộ sách này Truyền ra cho khắp thế giới Ngoài ra còn có một bộ quốc học trị yếu Đầu năm dân quốc, những vị đại sư quốc học Họ dùng thời gian 10 năm để biên tập thành Chính là tinh hoa của tứ khố toàn thư Tất cả có tám cuốn Thật là hy hữu khó gặp Tôi có được bộ sách này Rất nhiều người nói với tôi có thể muốn tìm bộ thứ hai Cũng không có Tôi cũng đem nó in ra 10.000 bộ Đây là gì? Phục hưng cơ sở của văn hóa truyền thống xưa Ngày nay chúng ta nói văn hóa truyền thống xưa Nên bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ bộ sách này Tất cả chỉ có tám cuốn là chìa khóa của tứ khố toàn thư là con đường nhanh nhất để vào tứ khố toàn thư nên đọc trước sách này sau đó tìm hiểu tứ khố khi đã hiểu tứ khố rồi mà còn thích điều gì nữa thì cứ chuyên môn nghiên cứu vì bộ sách này quá hay không có bộ này thì quý vị xem tứ khố toàn thư Bây giờ sách trong nhà sách thương vụ in chữ rất lớn, in cũng rất đẹp. 1.500 cuốn sách thì nên bắt đầu học từ đâu? Tôi mua 100 bộ, vốn là muốn tặng cho các trường đại học trong nước, nhưng duyên chưa đủ. Nên này tôi đã phân chia Âu Châu 10 bộ Indonesia 10 bộ Malaysia 10 bộ Tôi còn muốn tặng mỗi địa phương trên thế giới Không có ý gì khác Ngoài việc bảo tồn truyền thống văn hóa xưa không nên để nó bị quỷ diệt hết trong những trận thiên tài lớn Dũng tâm của chúng tôi là như vậy Quan trọng nhất là Lớp trẻ phải biết lập chỉ Vì kế thừa tuyệt học của Thánh Hiền Vì thiên hạ Thái Bình Vì chánh pháp cửu trú Vì quan pháp lợi sanh Ngoài việc này ra thì không có mong cầu gì nữa Làm người truyền thừa của Phật Bồ Tát làm người truyền thừa của các bậc thánh hiền đây chính là giai nguyện tác vật gợi mở của phẩm kinh này đối với chúng ta thật sự phát tâm này chúng ta tin rằng người đó không phải là người thường Người thường không phát tâm được như vậy Phát ra cũng gọi là lộ thủy đạo tâm Họ không làm được Thật sự phát tâm Thật sự có thể làm được Sẽ như trong kinh này Trong quá khứ đã học Có thiện căn Có vượt đức Ngày nay các bậc thánh hiền chư Phật Bồ Tát giao sứ mạng cho chúng ta. đem ngọn đèn trí tuệ này diễn diễn truyền về sau. đã biết tất cả pháp không tách rời nhân duyên quả báo Cố trì ngã đẳng Kim nhật đắc ngộ thử kinh Đây là hoàng niệm tổ nói Ngày nay chúng ta gặp được bộ kinh này Giang thị tịnh độ diệu pháp Diệt tất đa sanh dĩ lai Mong thọ lưỡng độ đạo sư giáo hóa tề độ Đây là thật hoàn toàn không phải giả Lưỡng độ là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà và thế giới ta bà này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đạo sư của hai cõi này. Hai vị này đều là thầy của chúng ta. Trong nhiều đời quá khứ, chúng ta đã từng tiếp nhận sự giáo hóa của hai vị thầy này. Như vậy mới có duyên, nên vừa tiếp xúc liền sanh tâm quan hỷ Mời chân thật phát nguyện Cố Ư Kim Nhật Phương Năng Hữu Như thị thù thắng nhân duyên giả Nhân duyên này không dễ gặp được Nhất định phải trân quý Chúng ta xem tiếp Phẩm kinh Giang này không dài Chỉ có hai đoạn Chúng ta xem trước đoạn này Phật Thuyết A-di-đà Phật Di Bồ Tát Cầu đắc thị nguyện thời A à xà dương tử Giữ ngụ bách đại trưởng giả văn chi giai đại quan hỷ Cá trì nhất kim hoa cái cầu đạo Phật tiền tác lệ Dĩ hoa cái thượng Phật dĩ Đây là cúng dường Khước tọa nhất miên thính kinh Tâm trung nguyện ngôn lên ngã đẳng tác vật thời giai như A-di-đà-phật Đây là đoạn thứ nhất Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Thử dương tự Chính là a xà dương tự Giữ ngũ bách trưởng giả Năm trăm trưởng giả này là đồng bạn của A Xà Dương Tử. Đều là bạn tốt của ông ta. Hay nói cách khác, cũng đều là hàng quý tộc. Chánh thị hiện tại giữ đương lai. Nhất thiết hàm linh chi điển phạm Họ ở trong hội thể hiện như vậy Là làm gương Làm mô phạm cho chúng ta Ý nghĩa này rất thâm sâu nhưng chúng ta có thể lãnh hội được Giang chi giai đại quan hỷ Thử quan hỷ phi nhất thiết thế là khả tỷ Niềm vui của cõi trời hay cõi người Cũng không thể so sánh với niềm vui này Cũng như người xưa thường nói Thế vị không đậm bằng pháp vị Thật sự khế nhập vào Kinh giáo Đại Thừa Niềm vui này trong thế gian Tuyệt đối không thể sánh bằng Chân lạc đấy Ngã ngữ có câu Nhân phùng hỷ sự tinh thần sạc Niềm vui lớn nhất trong thế suốt thế gian là gì? Nghe Pháp học Phật Là niềm vui lớn nhất Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Đến lễ Phật nghe Pháp giống như A-sa Dương tử vậy. Lấy kim hoa cái cúng Phật. Đây là lễ Phật. Sau khi lễ Phật xong liền ngồi vào chỗ ngồi nghe Phật thuyết pháp. Thế giới Tây phương cực lạc cũng như vậy. Nghe Pháp sẽ khai ngộ Khai ngộ là phát hỷ sung mạng Đồng thời lại có thể đến mười phương thế giới Giúp chúng sanh có duyên với mình Có thể vì họ mà hiện ra các hình tướng Để cảm hóa họ Khuyên dạy họ Quay đầu là bờ Giống như mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ vậy Chúng ta xem tiếp đoạn văn Nãi nhân di đà cứu cánh viên mạng Đây là nói rõ gì sao? Giang chi giai đại hoàng hỷ Nhân di đà cứu cánh viên mạng Viên mãn này là đại viên mạng trí tuệ viên mạng đức năng viên mạng tướng hảo viên mạng không có điều gì chẳng viên mạng siêu thế hy hữu chi đại nguyện nhi hỷ siêu thế ở đây tức là vượt ra ngoài thế xuất thế gian đại nguyện hy hữu chính là 48 nguyện ở trước chúng ta đã học hoan hỷ là từ đây mà có di di đà viên chứng bồ đề đại nguyện thành tựu nhi hỷ chính là rất quan hỷ thứ nhất đại nguyện hy hữu thứ hai là đại nguyện viên mãn đại nguyện thành tựu Thứ ba càng tiến hơn nữa là Di Di Đà chứng thự cửu cánh phương tiện Dĩ trì danh hiệu Pháp phổ độ nhất thiết nhi hỷ Đây là chân thật quan hỷ Phương pháp này của Phật A-di-đà thực tế quá tuyệt vời Tuyệt diệu không sao nói được Chính là dùng một câu Phật hiệu Là thật hoàn toàn không phải giả Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết có Phật hiệu này Đã lãng quên nó Nếu thật sự biết Tôi tin rằng Quý vị sẽ từng giây từng phút ở đây niệm Phật Không để thời gian uổng phí Vì sao? niệm phật có được niềm vui lớn nếu nói những thứ khác là sanh phiền nào còn niệm một câu phật hiệu là sanh niềm vui rất lớn vì biết rằng niệm câu phật hiệu này sẽ thành phật suy nghĩ bậy bạ sẽ đọa vào tam ác đạo sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi chúng ta bây giờ là muốn trôi lăng trong lục đạo luân hồi hay muốn đến thế giới tây phương cực lạc làm phật nếu muốn đến thế giới cực lạc làm phật thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả muốn trôi lăng trong luân hồi lục đạo thì cứ niệm phật tùy tiện nhớ đến thì niệm không nhớ thì thôi như vậy là sao tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo Thử nghĩ lại xem từ sáng đến tối Trong tâm ta niệm gì? Là ý niệm tự tư tự lợi nhiều Ý niệm danh văn lợi dưỡng nhiều Ý niệm được mất nhiều Hay là ý niệm Phật A-di-đà nhiều So sánh một chút là biết ngay Suốt ngày hôm nay ta làm gì? Sau đó sẽ biết Thế giới cực lạc tùy tố Nhưng đời này ta có thể đến đó được hay không Thì ta sẽ hiểu Không cần hỏi người khác Hỏi người khác họ sẽ nói lời khách sáo Để không tổn thương mình Đều là nói ông được, ông tốt, ông không tệ Đời này nhất định được giáng sanh ta được giảng sanh hay không làm sao họ biết được ta được giảng sanh hay không hỏi phật a di đà phật a di đà cũng không biết chỉ có chính mình mới biết đây đều là sự thật Lời nói an ủi người Của các bậc thánh hiền Trong thế suốt thế gian rất nhiều Đây không phải là sai lầm quá lớn Mà các ngài Đều quan sát căn cơ Họ sẽ không trách cứ ai Vì sao? Phật độ chúng sanh là đời này qua đời khác Chứ không phải chỉ một đời này Đời này không muốn đi là vì nghiệp chướng ta nặng, không đi được. Cũng để ta quan hỷ niệm dạy có Phật hiệu, để ai lại gia thức trong một chút thiện căn đời sau, kiếp sau gặp lại sẽ độ. Nếu ta muốn hỏi đời nào mình được giảng sanh, thì trong đời đó câu Phật hiệu ở trong tâm phải nhiều hơn nhiều lần tạp loạn. Ví dụ chúng ta nói 24 giờ, 20 giờ trong tâm chỉ để câu Phật hiệu 4 giờ tạp loạn Như vậy có năng lực rời xa quái ta bà này Nếu nói tôi một ngày niệm Phật 12 giờ Còn 12 giờ suy nghĩ lung tung Không chắc được Vì điểm số chỉ có 50 điểm Đời này có được giáng sanh hay không là chưa biết Nhất định phải vượt qua Khẳng định được giảng sanh Là 24 tiếng đồng hồ Không để một phút có tạp niệm Người này nhất định giảng sanh Trong tâm thật có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Điều gì cũng không có Cái gì cũng không nghĩ Cái gì cũng không cần người này nhất định giảng sanh mỗi việc đều hỏi người khác hỏi quỷ thần tôi được hay không được nói một câu là ta còn hoài nghi nghi là chướng ngại lớn nhất của bậc tinh tấn bồ tát Không nghi, sao lại hỏi người khác? Điều đó không cần. Trong tâm, nếu thật sự có Phật, chắc chắn được giảng sanh Thiên tài là có thật, không phải giả. Làm sao biết là có Xem nhân tâm Xem người trên thế gian này họ nghĩ điều gì Họ nói gì Và họ làm điều gì Như vậy không phải đã rõ ràng thấu triệt rồi sao Nếu nghĩ là thiện pháp Nói là thiện pháp Làm là việc tốt Thì thiên tai gì cũng không xảy ra Thiên hạ thái bình nếu suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động Hoàn toàn trái ngược với luân lý đạo đức nhân quả Như vậy là phiền phức rất lớn Vì sao trước đây không xảy ra nhiều thiên tai như vậy? Vì sao bây giờ mỗi năm lại mỗi nhiều hơn như vậy? Điều này chứng tỏ Suy nghĩ chúng ta bất thiện Lời nói bất thiện và việc làm cũng bất thiện Nên năm nay nghiêm trọng hơn năm trước Dẫn đến xã hội động loạn Đĩa cầu tai biến Sự việc chính là như vậy Giới khoa học đưa ra báo cáo Không phải là lời đồn đại Mà là sự thật Họ đo lường được Núi lửa trên địa cầu đã vượt bậc Như công viên Hoàng Thạch ở Mỹ như vậy Cũng có mười mấy nơi Phần lớn đều ở dưới đáy biển Nếu loại núi lửa siêu cấp dưới đáy biển này bộc phát ít nhất có sóng lớn đến 1.000 mét anh. 1.000 mét anh là bao nhiêu mét? Khoảng hơn 300 mét. Dẫn đến sóng lớn hơn 300 mét. Như vậy sẽ tạo nên đại sóng thần. Sóng biển này nếu dỗ vào bờ biển Dọc theo bờ biển khoảng 20 cây số đều không an toàn Những thành thị ở gian biển Trong sát na sẽ bị quý diệt hết Điều này thật đáng sợ Động đất lớn cũng là giới khoa học dự tính Những điều họ nói nằm ngoài Họ nói từ đây về sau Loại động đất siêu cấp này Cấp 8, cấp 9 Ngay càng nhiều Không phải cấp 5, cấp 6 mà là siêu động đất cấp 8, cấp 9. Núi lửa ở công viên Hoàng Thạch lộ lên trên mặt đất. Mỗi khi muốn bộc phát, trên mạng đều có thông tin. Hai phần ba của Mỹ không còn. Đáng sợ nhất là đối với sự quỷ diệt của toàn thế giới, vì khói của núi lửa phun ra Phun lên trên không trung Khoảng 15 đến 20 cây số Khói của núi lửa phun lên cao như vậy Hiện nay máy bay trên quốc tế Từ chỗ này bay đến nước Mỹ Bay cao lên trên không Khoảng 10 vạn mét Hay nói cách khác nếu khói của núi lửa phun lên 20 cây số Là chỉ có thể bay lên một nửa Khói núi lửa này Cứ tuần hoàng theo địa cầu Có thể gây nên một tháng đến nửa năm Trên địa cầu sẽ không nhìn thấy mặt trời Khói núi lửa sẽ che khuất đi Một tháng đến nửa năm không nhìn thấy mặt trời Thì động thực vật trên mặt đất đều không thể sanh tồn Ngũ cốc rau xanh đều không thể sinh tồn vì không có ánh nắng Quý vị thử nghĩ đã mang đến thiên tai như thế nào? Thật không thể tưởng tượng được không chỉ là thiên tai ở mỹ mà là trên toàn địa cầu như thế nào mới có thể cứu thiên tai này trong phật pháp đại thừa có nhưng con người không tin Có thể cứu thiên tài Chính là bộ kinh vô lượng thọ này Chính là câu hồng danh sáu chữ này Nếu chúng ta xuyên năng niệm A-di-đà Phật Thì thiên tai này có thể quá giải Không thể quá giải hoàn toàn Thì cũng sẽ giảm nhẹ Rút ngắn thời gian lại Chúng ta hy vọng rằng Những núi lửa siêu cấp trên địa cầu này Đừng bộc phát Chứ vị đồng học niệm Phật nhiều Chúng ta niệm Phật Nên hồi hướng cho việc này Nguyện cầu bất luận là núi lửa trên mặt đất hay dưới lòng biển trên toàn thế giới đều không bộc phạt Chính mình được lợi ích không thể nghĩ bàn Thiên tai định không sợ hãi Tuổi bất tịnh này mất đi thì thôi Không cần nữa Sẽ đến thế giới cực lạc Phật Pháp nói cho ta biết một gì Vô cùng quan trọng Đó chính là sinh mạng, vĩnh hằng. Ta là bất sanh bất diệt. Thân thể này không phải là ta Thân thể là ta sở hữu như quần áo vậy Nó không phải ta, Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Đều luân hồi trong lục đạo Đã từng làm vua trời Cũng đã từng làm vua người Cũng từng đọa làm ngạ quỷ Địa ngục súc sanh Không biết đã thọ bao nhiêu thân Không phải thân này đều đã từng mất đi rồi sao Hà tất phải chấp trước thân này Chấp thân là sai Mới biết rằng trong lục đạo thường quán thân đổi cố Đây gọi là vô thường Cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Không còn lưu luyện Chắc chắn không tạo ác nghiệp Nhận thức của chúng ta đối với Phật A Di Đà quá ít Không như A Xà Dương Tử Họ nghe được đều sanh tâm quan hỷ Mọi người đều có thể nói được Vì sao tâm sanh quan hỷ Biết Phật A Di Đà cứu cánh viên mạng Chứng được tự tánh cứu cánh viên mạng Chúng ta đều có nhưng vì mê nên không chứng được Chúng ta hy vọng chứng được đức tánh cứu cánh viên mãn như Phật A-di-đà vậy Cũng nên như thế, không quá đáng chút nào Đây là bổn phận công việc của người học Phật chúng ta Ngài có thể phát 48 nguyện mỗi nguyện đều là vì lợi ích chúng sanh không có nguyện nào là tự lợi toàn là nghĩ cho chúng sanh vì sao ngài biết chúng sanh với chính mình là một thể chứ không phải hai nói cách khác quan tâm chúng sanh mới thật là quan tâm chính mình Lợi ích chúng sanh mới thật sự là lợi ích của chính mình Thật sự dùng toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh Dương tự và những người này Vì Phật A-di-đà mà quan hỷ cũng vì nhân duyên này của chính mình mà hoan hệ ngày nay chúng ta đã gặp được gặp được bộ kinh này gặp được chú giải tường tận như vậy của hoàng niệm tổ nên nhận thức của chúng ta đối với phật a di đà đối với thế giới cực lạc lại nâng lên một bậc vẫn phải không ngừng nâng cao vì sao Chúng ta vẫn chưa làm được từng giờ từng phút Trong 24 tiếng không rời Phật A-di-đà Đây là mục tiêu của chúng ta Mục tiêu này hy vọng sẽ hoàn thành Trong vòng 2 năm Không thể đợi nữa Chỉ sợ không còn thời gian để đợi Trên thế giới chỗ nào tốt Chỗ nào có người chịu niệm Phật là chỗ đó tốt Người niệm Phật chân thật thì nơi đó chính là chỗ tu. Không cần lựa chọn. Trong tâm có Phật thì Phật A Di Đà đang ở chỗ này. Long thiên thiện thần sẽ ủng hộ gia trì chúng ta. Lý và sự này Chúng ta đều phải rõ ràng Đều phải thấu trị Trước tiên là chính mình được độ Quan hệ Sau đó là giúp người có duyên Như thế nào gọi là người có duyên Họ nghe và sang tâm quan hỷ Nghe rồi có thể tiếp nhận Nghe rồi liền y giáo phụng hành Đây chính là người có duyên Họ nghe rồi mà không thích Nghe rồi mà hủy bán Nghe rồi bài xích Như vậy vẫn là người không có duyên Duyên đời này chưa thuần thuộc Đời sau kiếp sau sẽ thuần thuộc Nên tất cả đều cung kính Người có duyên chúng ta cung kính họ Không có duyên cũng cung kính đối với họ Nhất định không có phân biệt Cung kính cúng dường quan tâm Hợp tác qua lại có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu Đây gọi là công đức viên mạng Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây Di Đà Phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật